Xin kính chào quý vị khán giả của INTV. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng. Thưa quý vị, ra đường vào khoảng thời gian này thì thời tiết vẫn còn khá mát mẻ. Thế nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì liệu là có oi nóng như là ngày hôm qua không chị Bích Liên? Thưa quý vị khán giả cũng như là Thu Hương, có lẽ là ngày hôm nay thì sẽ mát mẻ hơn ngày hôm qua đấy ạ, bởi vì đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, trời sẽ chuyển mát vào ban ngày và ban đêm còn hơi se lạnh nữa. Từ ngày mai thì bộ phận không khí lạnh này cũng sẽ giúp làm dịu đi nền nhiệt lên tới gần 40 độ ở các khu vực Bắc Trung Bộ đấy ạ. Vâng, vào trưa ngày hôm qua thì khi mà ra đường thì nhiều người đã phải than lên rằng là trời ơi, mới có những ngày đầu hè thôi mà đã nóng bức như thế này rồi. Vậy thì không biết là cái không khí lạnh này thì là kéo dài bao lâu ạ? Vì là không khí lạnh cuối mùa rồi nên là cũng không kéo dài lâu đâu quý vị ạ. Bắt đầu từ đến đầu tuần sau, nền nhiệt tại các khu vực này sẽ tăng lên và dự báo là có lẽ là quý vị sẽ lại còn chứng kiến những ngày nắng nóng như những ngày vừa rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Bích Liên với những thông tin vừa rồi.